Ngày mai á, thằng Huy bạn anh á, nó ghé nhà mình chơi. Rồi sao? Thì có nghĩa là anh muốn em giữ thể diện cho anh chút xíu mà. 365 ngày, hết 364 ngày em là bà chúa rồi. Thì bây giờ cho anh một ngày là ông vua được hết. Một ngày thôi. Một ngày thôi phải không? Một ngày thôi. Ừ. Anh nói sao em nghe vậy, anh kêu sao em làm vậy là được. Ừ, một ngày thôi đó nha. Một ngày thôi. Trời ơi, vợ là số 1 mà. Đây. Tới rồi. Lâu quá không gặp. Ngồi chơi. Ngồi đây hả? Ngồi ở chơi. Ủa, đây là nhà ai? Nhà mày hả? Đâu có, cái chỗ này mới là mình thuê lại ở đỡ thôi. Chứ đất đai nhà ta mua sẵn hết rồi, đang sửa chữa, đang xây á. Bây giờ chờ xong cái dọn qua ở thôi. Em ơi! Gì? Em à! Gì ai? Em! Gì ai? Nghe đại biểu coi cái gì? Gì vậy? Cái gì? Dạ, dạ. Lớn tiếng gì vậy á? Gì? Rồi lớn tiếng gì ai? Lớn tiếng gì? Chào bạn anh coi! Quý! Bạn thân qua thời cấp 3. Xin tự giới thiệu với mày, đây là Thùy Linh. Thùy Linh hả? Bạn gái tao. Anh uống gì không? Là nước... Hỏi cái gì? Khách bạn anh tới nhà phải tự vô lấy cho bạn anh uống chứ hỏi cái gì? Ê! Ê ai gì ở đây? Ê! Lớn tiếng với ai vậy? Ê ai gì ở đây? Ê! Muốn gì? Ê ai gì? Vô lấy nước cho bạn anh uống nè, quay thôi. Quang, tỉnh đi. Anh... Dạ. Nhân mặt gì được? Buông đi chợ hả? Nhà bay chết vô. Cái miệng mày kìa. Sao lâu mày không gặp lại cái mày bữa nay mày ghê vậy? Đâu gì mày, đâu. Quyên lực cái vậy? Trời, nói chuyện với bạn gái mày nói như vậy nó mới nghe mày, hiểu không? Chứ mày để nó leo lên đầu mày ngồi không có được. Mày là tao thấy mày hay á. Hay gì hay? Chứ thấy bây giờ con gái nó có chị vậy. Chuyện bình thường. Dạ, anh uống nước à. Uống đi anh. Sao đem ba ly nước dữ vậy? Tôi một ly. Tôi một ly hả? Không trả lời nữa hả? Cái chỗ này là chỗ đàn ông con trai, người ta lâu ngày gặp lại người ta tâm sự. Em ngồi đây làm gì? Nhiều chuyện hả? Ê ai vậy đây? Ê để tôi tán với ai vậy? Ê mày... Nói với nghe tao, nhiệm vụ của em bây giờ ra chợ kiếm gì đó về nhà nấu đãi bạn anh. Phải chứ phải đến đây ngồi nhiều chuyện. Ê đủ rồi nha. Mày nhớ mày đó. Bỏ đi. Thôi. Không phải bỏ chứ. Tôi quýnh nó sao? Không đi dẫn mặt với tao đi được. Trời ơi. Bạn gái thôi mà. Mày má tao đâu? Đúng rồi. Mày hay quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi lỗi. Mày chọn mày tao. Thôi đi mày con. Quýnh nó nè. Đất ơi. Cái gì vậy? Nó chọi con chó bên kia mà chúng tao chứ không phải gì đâu. Nó chọi con chó hả? Chọi con chó kìa. Đang đứng kia chọi chúng tao. Tao sợ quá. Thôi ra ngồi xuống luôn cho chuyện chơi. Nhà mày chơi sao tao thấy hồi bậy. Vui mà, tao cho bạn gái tao hay vậy lắm. Mày nhìn tao lấy tao làm gương nè. Em mới đi chợ về hả? Mệt đó. Uống miếng nước à? Uống gì muốn? Nước gì mà đưa tôi uống hả? Đừng có giận lỡ lần này không. Bạn ở đâu rồi? Người tắm rồi. Sao? Đánh tôi. Đánh đi. Đánh vô đầu tôi nè. Đánh đi. Đánh. Em đánh anh mới đúng chứ. Đánh. Nè nha. Không nói làm tới vậy. Hả? Giận sao? Không sao hết á. Lớn tiếng vậy? Đâu có, anh đâu dám nói gì đâu. Lớn tiếng nữa. Hoàng ơi. Nghe. Lấy giùm tao cục xà bông coi. Biết rồi. Đó, lớn tiếng nữa. Không có, nó nghe nè, bây giờ ráng giúp giùm này nấu cơm cho nó ăn xong cái anh đuổi nó về rồi em muốn làm anh muốn xử anh sao cũng được, châu bò thì anh cũng chịu làm hết. Đánh tôi đi. Muốn không? Tôi dặn họng anh đi chưa, nghe không? Tin không? Tôi ghé môi ra nha. Nè, tôi tắt cái môi nghe chưa? Chạy môi rồi. Em thương anh giúp giùm anh đi. Thằng bạn anh mà nó ăn cơm xong anh đuổi nó về liền luôn. Em mà nghe lời anh đó hả? Anh sẽ cho em ba điều. Điều gì? Điều thứ nhất á là em phải giữ thể diện cho anh. Đàn ông con trai mới có thể diện chứ đúng không? Còn cái điều thứ hai á, thằng bạn anh mà nó về cái là anh quỳ em lại em liền. Lại kiểu nào cũng lại hết.
Điều thứ ba mới quan trọng nè, lương tháng này có nhiêu em lấy hết đi, anh không lấy các bạn nào hết trơn. Ê, cái này ông nói nha. Thiệt. Nhưng mà nói nghe nè, một lát nữa anh mà lỡ mà có làm quá làm lố rồi đó, anh giơ ba ngón tay lên là em phải hạ quả xuống liền, hiểu không? Ừ. Nhưng mà tôi nói rồi đó nha, không có làm quá nha. Làm quá là quá cố rồi, coi chừng tôi đó. Biết rồi. Kêu bạn em dậy cơm. Ê, dậy cơm nào đi. Bạn em tên Quy chứ không phải tên Ê. Thôi để em kêu cho. Trời đất ơi, bạn là người hay là heo vậy? Muốn làm con gì cũng được, nhớ. Quá nhà người ta tắm ăn ngủ. Ê, dạ, dậy ăn cơm bạn ơi. Ừ. Cơm nước à, bạn gái mình chuẩn bị xong hết rồi. Dậy ăn cơm. Có cơm rồi hả? Có cơm rồi. Em mấy cơm cho bạn ăn thôi. Rồi ngồi đi. Trời, không có dép luôn hả? Anh lỡ rồi. Ê. Ngồi. Ồ, trời, công nhận nha. Mày có phước dễ sợ. Dạ. Vừa có được một người bạn gái nè ha, vừa đảm đang nè, dịu dàng, đẹp nè, cam chịu mà nấu ăn ngon nữa. Nói tao mà mày. Kiểu này là mai mốt tao có bạn gái, tao dắt qua đây cho học hỏi vài chiêu. Vài chiêu cái gì? Đàn bà con rác có như thế làm không được, nó chia tay rồi. Ê! Ê cái gì? Ba điều. Ba điều gì? Ông cơm ba món, cơm vợ tao nấu ba món. Hiểu không? Anh ăn em. Dạ. Thôi ăn. Ngồi đây, giờ ngồi đây làm gì? Cơm gì? Chỗ là ông con trai, ta ngồi tâm sự. Em biết cái gì mà ngồi mà nói chuyện mà ăn cơm. Vô trong kia bới tụi cơm, ngồi trong bếp ăn đi. Ê, để cho ngồi ăn chung đông vui. Không có được, tao tính tao là phải vậy, không thể nào mà trái quy luật được. Ê! Ê ai gì? Điều thứ ba đó nha. Biết gì tốt? Gì vậy? Trời ơi, mày sao mày ác quá. Tao thấy mày làm gì rồi mới phải, thấy mày làm gì cũng ép cho bạn gái mày quá. Ép gì, tao không muốn cuộc nói chuyện này giữa tao với mày có người thứ ba xen vô. Nhưng mà bạn gái. Rồi đứng đó chù ai? Nhìn đồ ăn. Chù ai? Bước vô trong kia rót mấy ly trà đá ra cho tôi. Thôi, trà đá gì? Tao không muốn trà đá, nghĩ sao? Đâu ngày gặp lại mà nghĩ sao uống trà đá. Chứ uống gì? Mình đâu phải mấy ông già uống trà đá đây nè. Đó, ten. Trời ơi. Để chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ có bạn mới hiểu mình được thôi, gieo một cái coi nào. Yeah. Anh em gặp lại là phải hàn huyên, nói chuyện bằng rượu mới được. Dĩ nhiên. Thôi ngon bá cháy luôn á. Trời ơi, cái ly ta. Ngồi làm cái gì? Đi chỗ khác tránh khô mắt tôi à. Thôi mấy mình kêu vợ, với mình kêu bạn gái mình xuống ngồi chung đi. Không có được, đi vô bếp. Cái gì? Đi vô bếp rồi. Ê! Ê không? Điều thứ ba nha. Biết gì tốt? Em nhìn điều thứ ba đó. Mày thấy không? Thấy vui là con. Tao biết cần trưởng luôn, trưởng thôi là đi vô liền. Vô vậy hả? Vô mất xác liền. Hay thiệt. Ê, làm mất cuộc vui của tôi với bạn hết. Ê. Rồi, mừng cho cái sự uy nghiêm của bạn. Đó. Đó, mình làm một cái chung rượu này gọi là chung rượu đầu mà mình lâu ngày gặp lại, chúc mừng sức khỏe gọi là hai ba vô vô. Ta là anh em hôn với nhau, uống rượu là phải có nhau, đừng hôn thua và đừng dốt rượu cho nhau, để rồi mình lại cãi nhau. Người bạn, người anh em của tôi. Bạn đúng là tri kỷ của tôi mà. Nói bạn nghe, lỡ bữa nay bạn ghé nhà mình chơi rồi, bạn chơi với mình một tuần, một tháng, thậm chí một năm luôn cũng được. Bạn không có đi đâu hết, bạn đừng có về. Thôi vậy thôi. Sao nữa thì anh ấy được. Bạn đi về thôi. Tôi là qua đây rồi. Trước khi tôi làm bạn, giờ thấy bạn mập mạp khỏe mạnh hạnh phúc, vậy là tôi vui rồi. Tôi về tôi cũng mê nguyện được. Không, không, đang nói chuyện rồi, nhưng bạn khóc đấy. Tôi không khóc nha. Tôi không khóc nha. Nghe tôi mừng. Tôi hiểu rồi. Giọt nước mắt hạnh phúc của tôi là bạn tôi rồi. Bạn thấy tôi tốt với bạn đó, bạn ngại đúng không? Bạn đừng có ngại. Bạn cứ ở thoải mái. Khi nào bạn chán bạn về. Tại sao? Tại vì tôi với bạn là cái gì? Là anh em thân với nhau. Uống rượu là phải có nhau, đừng hơn thua và đừng dẫu cho nhau, để rồi mình lại cãi nhau. Thôi, được rồi. Quất một cái. Trời đất ơi, thôi đi. Ăn uống rượu vậy coi kìa, mày hay quá, giải tán giùm tôi cái đi. Giải tán gì?
Em không có biết cái gì hết. Bữa nay lâu ngày thằng bạn lên cấp 3 nó ghé nó chơi thì nó phải ở chơi lâu chứ. Bạn cứ ở đây với tôi, bạn chơi một tháng, một tuần, một năm tôi tiếp bạn hết. Rồi. Ông ở đây rồi tôi ở đâu? Ở tôi. Rồi tôi ở với ai? Qua phòng thiên tài rồi. Trời đất ơi. Ôi da, hai cái hơn ca bồ. Hai cái hơn ca. Ê, ý ông nói tôi là đàn bà ngủ lan hả? Hả? Một nết. Bậy á. Bạn nói là bậy. Bạn gái bạn mà kêu đi qua nhà người khác ngủ không khác nào nói đây là thứ lăn lòn bà. Trời đất. Lăn lòn bắt lên đúng không? Ý tôi không phải là vậy. Nhưng mà ý tôi là bạn gái tôi là ở với tôi hoài, ở với tôi hằng ngày. Bây giờ ở chỗ khác một bữa cũng đâu có sao. Còn riêng bạn, lâu ngày tôi với bạn mới gặp lại thì bạn phải ở với tôi chứ, bạn hiểu không? Còn vợ tôi không ở đâu nở cậy. Nè nha, hôm nay quá đáng lắm nha. Dám coi thường tôi ha, chửi tôi đàn bà ngủ lan ha. Rồi sáng giờ muốn đánh tôi gì, phải không? À, hồi nãy giờ là hai cái tát với một cái cốc rồi nha bà. Sao? Dạ, nhíu nữa đúng không? Được rồi. Sao? Dạ, bạn coi tôi thử vợ tôi. Bỏ đây. Uống ra đây. Bỏ đây. Bỏ đây. Giỡn mặt cái tôi. Bỏ đây. Giỡn mặt tôi. Bỏ đây. Trời đổ tôi. Giỡn mặt tôi. Giỡn mặt tôi. Bỏ đây. Đừng đây. Cái gì? Đừng nói em quýnh mặt. Tại tôi qua tôi chơi mà gia đình bạn xào xáo vậy đúng không? Tôi về cho gia đình bạn yên ổn, tôi không có ở. Không có gì á, bạn không có lỗi gì hết trơn á. Bạn không có gì đâu hết trơn á. Bỏ đi. Cái gì? Kênh gì? Kênh cái gì? Cái gì? Đi ra. Minh Hoàng. Sao yên bình quá vậy? Sao bạn mình chìm bẹp rồi? Anh ở chơi nữa không? Anh về nghe. Má ơi, con không bao giờ lấy vợ.